Chào mừng các bạn đến với lukiviet.vn. Bài học lần trước, Laser đã giới thiệu với các bạn cách cài đặt phần mềm Vertigo để tạo máy chủ ảo. Trong bài học lần này, Laser sẽ mang đến cho các bạn hướng dẫn cài đặt phần mềm lukiviet 3 phiên bản mới nhất. Chúng ta truy cập lukiviet.vn. Chúng ta tải về phần mềm Lukiviet 3 phiên bản mới nhất. Sau khi tải xong, chúng ta có file Lukiviet 3. Chúng ta khởi chạy phần mềm Vertigo Server. Mở thư mục gốc chứa website, thư mục World Wide Web. Chúng ta giải lên cái Lukiviet 3 vào đây. Ta đã được thư mục Luke Việt. Ta truy cập thư mục này qua web và chỉ localhost gạch chéo Luke Việt. Như đã nhắc các bạn, để cài đặt Luke Việt thì trước khi để cài đặt chúng ta phải tạo cơ sở dữ liệu rỗng. Trong bài lần trước tôi hướng dẫn các bạn khởi tạo cơ sở dữ liệu rỗng mang tên Luke Việt, và lần này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt bình thường. Bạn có thể cài đặt bằng một ngôn ngữ bất kỳ, để có tiếng Việt, có thể soạn tiếng Anh, tiếng Séc, tiếng Pháp. Tôi sẽ cài đặt bằng tiếng Việt. Bước kế tiếp, thông tin bản quyền. Bước kế tiếp, kiểm tra các yêu cầu máy chủ. Kiểm tra máy chủ. Trong các yêu cầu máy chủ thì cái phần yêu cầu máy chủ ở trên đây chính là những yêu cầu bắt buộc, kết quả phải tương thích các bạn mới có thể cài tiếp. Các yêu cầu thêm ở bên dưới, kết quả có thể không tương thích, chúng ta vẫn có thể cài đặt mặc dù website sẽ bị mất đi một số tính năng. Ta qua bước kế tiếp. Khi mà hệ thống kiểm tra việc CS mode xem là có cho phép ghi các file hoặc thư mục không. Nếu kết quả ok, chúng ta có thể bước sang bước kế tiếp. Bước thứ 5 là cấu hình cơ sở dữ liệu. Chúng ta điền username cơ sở dữ liệu. Username cơ sở dữ liệu ở đây chính là tên truy cập phần mềm Vertigo là root. Cái tên mặc định của phần mềm Vertigo. Mật khẩu là Vertigo. Tên cơ sở dữ liệu là cơ sở dữ liệu rỗng chúng ta đã khởi tạo trong bài học lần trước. Đấy là Luke Việt 3. Luke Việt, xin lỗi. Sau đó ta ấn nút thực hiện. Bước thứ 6 là khai báo các thông tin website, một tên site. Tên site có thể tên bất kỳ do bạn đặt. Tài khoản admin. Địa chỉ email của bạn. Mật khẩu truy cập tài khoản. Lại mật khẩu kia. Câu hỏi dự phòng.
Câu hỏi dự phòng ạ. Sẽ được sử dụng khai báo khi bạn quên mật khẩu, bạn có thể gõ một câu hỏi bạn dễ nhất, nhớ nhất, ví dụ là tên của mẹ bạn chẳng hạn. Sau đó lúc thực hiện, nếu hệ thống cài đặt thành công sẽ có thông báo như này hiện ra. Bạn có thể truy cập trang chủ hoặc vào trang quản trị, nhấn ra qua trang chủ xem. Đây là trang chủ mặc định sau khi cài đặt. Để truy cập trang quản trị, bạn truy cập thư mục admin. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào trang quản trị. Trang quản trị thông tin đăng nhập con trang quản trị chính là thông tin khi bạn đã cài đặt sai admin mật khẩu. Bạn đăng nhập. Đây là giao diện trang quản trị. Giao diện này là giao diện bắt đầu được áp dụng từ phiên bản Lục Việt 3.1. Như vậy, chúng ta đã cài thành công Lục Việt 3. Bài tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách quản trị hệ thống Lục Việt thông qua trang quản trị này. Bạn có thể quản trị toàn bộ nội dung thông tin website với các menu ngang phía trên là menu quản lý các chức năng hệ thống, và menu vừa dọc phía dưới là menu quản lý các module. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học lần sau. Laser, diễn đàn lukevietviet.vn.